chuyên mục chuyên mục ngập vườn đấy mọi người ơi xả thanh lý nha mọi người nhá hàng đang ngồng hoa lỗi lá như này cái đợt mùa hè là nhà em để nó bị nắng quá ấy, nó bị cháy nắng này đấy nên lá nó bị cháy em phải cắt bỏ đi cây vẫn dễ khỏe cực kỳ đẹp đấy, kích ngồng hoa rồi mọi người mua cái hàng này về chơi tết dương cho em thoải mái luôn được chưa ạ đấy giá là 30.000 đồng một cây nhá 30.000 đồng một cây được chưa ạ phí ship những cái đơn hàng này em sẽ thu của mọi người là 40.000 nhá mọi người nhá 30.000 và ship là 40.000 Tại vì cái cây này nó rất là nặng mọi người ạ Rất là nặng này Cây cực kỳ đẹp, dễ khỏe này Được chưa ạ? ngòi mập Vòi rất là mập nhưng mà lá bị lỗi Tại vì nhà em để nó bị nắng quá Đấy, phải cắt lá dưỡng cây Bây giờ nó ra được những cái cây như này được chưa ạ? Đấy, 30.000 đồng một cây Và phí ship là 40.000 đồng một đơn nhá 40.000 đồng một đơn Mua hàng để lại số điện thoại kèm địa chỉ giúp em Đây toàn bộ hàng đây rất là đẹp luôn này dễ này quay đây vườn đang ngập rất nặng nề luôn nên em xả đi để chuyển hàng ra ngoài đóng không cả để một thời gian nữa là không ổn mọi người ạ à. phải chuyển vườn thôi chuyển vườn thôi đây cây cực kỳ khỏe nhá đấy nó chỉ nỗi một hai ná một cây thôi nhưng mà dễ này mọi người nhìn này đầu dễ rất khỏe nhá chủ yếu có hai màu là hồng và tím đấy có hai mã đấy thôi đấy nên là mọi người mua hàng thì để lại số điện thoại kèm địa chỉ giúp em hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0974702106 giúp em nhé.